Welcome back. Chào mừng các bạn quay trở lại. Hope you had a wonderful week. Hy vọng là các bạn đã có một tuần thực hành tốt. Let's chant om 3 times. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc ngân om 3 lần. Take a deep breath in. Hít vào. Slowly and gently, we can open our eyes. Từ từ và chậm rãi, bạn mở mắt ra. Hope you had a great week last week. Hy vọng là các bạn đã có một tuần thực hành thật tốt. As we discussed in the beginning, you know, yoga is a union of body, breath and mind. Như các bạn đã biết, chúng ta đã thảo luận từ trước, thì yoga là sự hòa nhập của cơ thể, hơi thở và tâm trí. When we do yoga, first of all, we think it's just asana. Khi chúng ta nói đến thực hành yoga, đầu tiên chúng ta hãy nghĩ đến đó là các tư thế asana. Yoga is beyond asanas. Nhưng mà yoga thì thật là vượt xa khỏi asana nữa. Even in the asana, along with the body, the breath plays really a vital role. Thì thậm chí ngay cả ở trong asana, thì ngoài cơ thể, thì hơi thở còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hòa nhập giữa cơ thể, hơi thở và tâm trí. It enhances the flexibility. Nó làm tăng cường sự dẻo dai. Help release the tensions and toxins. Và giúp bạn giải tỏa những căng thẳng và độc tố. Do you know breath helps you to improve your posture? Các bạn có biết là hơi thở có khả năng cải thiện tư thế của bạn không? To go deep in the posture. Để có thể đi sâu hơn vào tư thế. And when the body is synchronized with breath and mind. Và khi cơ thể hòa nhập với hơi thở và tâm trí. The mind comes to the present moment. Thì tâm trí sẽ trở về hiện tại. That gives you the real experience of yoga. Và nó sẽ cho bạn trải nghiệm thực sự của yoga. Wonderful. So let's start the energizing breath now. Chúng ta hãy bắt đầu với hơi thở tăng năng lượng. This we did 2 weeks before, Agnisara. Kỹ thuật Agnisara chúng ta đã làm 2 tuần trước. Improve the digestive fire in our body. Nó cải thiện ngọn lửa tiêu hóa. And also it's a cleansing, energizing breath. Và đó cũng là một kỹ thuật làm sạch. So we take a breath in and breathe out completely and just flap our stomach. Cách thực hiện là chúng ta hít vào một hơi thở sâu, sau đó chúng ta thở ra hết. Giữ hơi và bắt đầu vỗ bụng. You can bend your neck down if you want to. Bạn có thể giữ cằm hướng xuống nếu bạn muốn. Take a breath in. Nào, hít vào. Breathe out. Thở ra hết. Flap your stomach. Rồi chúng ta cử động bụng. If you cannot hold it anymore, take a breath in and come out. Khi bạn không thể giữ hơi được nữa, bạn có thể thả lỏng bụng và hít vào. Second. Lượt thứ hai. Breathe in. Hít vào. Breathe out. Và thở ra. Flap your stomach. Vỗ bụng. Slowly relax. Và thư giãn. Take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. And let go. Và thở ra. Last round. Vòng cuối. Breathe out. Thở ra hết. We are flapping, holding our breath. Chúng ta vỗ bụng trong khi đang giữ hơi. Breathe in, let go.
Và từ từ thả lỏng, hít vào. And slowly open our eyes. Và từ từ bạn mở mắt ra. Let's welcome teacher Mengop today for our asana sessions. À, chúng ta sẽ đến với phần asana bởi cô Minh Ngọc. À, chúng ta bắt đầu bằng việc khởi động. Bạn người thở thở ra mạnh. Và từ từ chúng ta trở về chính giữa. Rồi chúng ta sẽ vận động nhanh cơ thể một chút với đầu gối nâng cao. Chạm đầu gối vào tay nếu có thể. Rồi, từ từ chúng ta chậm lại và thư giãn. Hãy nhắm mắt lại và để cho hơi thở của bạn dần ổn định. Và từ từ mở mắt ra. Chúng ta sẽ đến với các tư thế yoga asana ngày hôm nay. Tư thế đầu tiên là tư thế đá chéo chân. Chúng ta nâng cánh tay phải lên cao ngang bằng tầm vai. Tay trái chúng ta có thể đặt ở trên hông. Bây giờ chúng ta bước chân trái ra phía sau. Nào nhìn về phía trước. Khi bạn thở ra, chúng ta đá chân cao lên, chạm vào tay. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Rồi, thư giãn. Chúng ta sẽ đổi bên. Tay trái và chân phải. Nào bắt đầu. Và thư giãn. Chúng ta hạ tay xuống và thư giãn cơ thể. Bây giờ chúng ta chuyển sang tư thế ngồi. Ngồi với hai chân duỗi thẳng. Bạn có thể giữ thẳng cổ chân của mình. Giờ đặt hai tay ở hai bên thân người. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế gập người Paschimottanasana. Hít vào, nâng cánh tay lên cao. Vươn dài sống lưng. Bây giờ thở ra, từ từ chúng ta gập người về phía trước. Bạn có thể nắm tay ở cổ chân của mình hoặc ở lòng bàn chân nếu có thể. Và đồng thời kéo dài lưng của bạn hơn, hạ thấp bụng. Hít vào một hơi thật sâu. Hai duỗi thẳng lưng và thở ra, thư giãn đầu. Hít thở. Cảm nhận sự kéo giãn trên toàn bộ lưng dưới, đùi và bắp chân. Hãy hít thở sâu và cho phép cơ thể của bạn được kéo giãn.
hướng sự chú ý vào hơi thở. Bây giờ chúng ta duỗi thẳng cánh tay, rồi từ từ nâng người lên, hít vào và thở ra, hạ cánh tay xuống. Chúng ta sẽ đặt bàn tay ở phía dưới sau mông của mình, một khoảng cách thoải mái. Khuỷu tay thẳng và mắt nhìn về phía trước. Chúng ta khép hai chân lại với nhau. Giờ chúng ta sẽ duỗi mũi chân hướng về phía thảm, đồng thời nâng hông lên, nâng cao ngực và ngả đầu ra sau. Tư thế tâm ván. Hít thở sâu. Tư thế này làm duỗi tất cả các cơ bắp ở phần trên của cơ thể. Và có thể cố gắng giữ hai chân khép lại cùng với nhau. Bây giờ từ từ hạ hông xuống và thư giãn. Chúng ta sẽ chuyển sang tư thế cái bàn. Giữ cho lưng của bạn thẳng, rồi nhìn thẳng về phía trước. Chúng ta sẽ đến với tư thế con mèo. Hít vào, võng bụng xuống và nhìn lên, mở hông và ngực. Bây giờ thở ra, cuộn đầu, đưa cằm về phía ngực, đồng thời đẩy lưng và vai xa ra khỏi thảm. Hít vào từ từ, võng bụng xuống. Thở ra. Thêm một lần nữa, hít vào và thở ra. Bây giờ chúng ta từ từ đưa người về chính giữa, thư giãn. Chúng ta sẽ chuyển sang tư thế nằm sấp. Bây giờ gập tay phải, tay trái và chân trái đồng thời. Chúng ta sẽ tựa tay phải xuống thảm và thư giãn cơ thể hoàn toàn ở tư thế cá sấu. Cảm nhận sự tiếp xúc giữa cơ thể với thảm. Đưa sự chú ý vào hơi thở, thư giãn toàn bộ cơ thể. Bạn có thể cảm nhận sự kết nối với mặt đất. Bây giờ từ từ nghiêng người và nằm ngửa. Hai chân duỗi thẳng, đặt cánh tay qua đầu. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế con thuyền. Duỗi thẳng hai chân, khép hai chân lại. Bây giờ thở ra, bật người dậy, đưa cánh tay và chân về một đường thẳng. Duỗi dài lưng của bạn, đầu gối thẳng, hơi nâng cao. Bạn hơi siết cơ bụng lại, giữ và hít thở.
là từ từ hạ chân, hạ tay và hạ người xuống. Bây giờ chúng ta đặt lòng bàn tay úp xuống, hai chân cùng với nhau. Chúng ta hơi siết cơ bụng dưới lại và nhấc hai chân lên vuông góc với mặt đất. Bẻ cổ chân, chúng ta giữ lòng bàn chân hướng lên trần nhà. Kéo căng bắp chân và đầu gối. Giữ tư thế. Nếu có thể, kéo dài chân của bạn, gót chân hướng lên cao và mang đùi hướng về phía người. Cảm nhận cơ đùi của bạn. Hít thở. Bây giờ thật chậm rãi, chúng ta sẽ từ từ hạ chân xuống mà không cong đầu gối. Giữ bằng cơ bụng. Và thư giãn hoàn toàn, lòng bàn tay mở ngửa. Hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Bây giờ bạn nghiêng người sang bên phải. Và từ từ chống tay, nâng người ngồi dậy, mắt vẫn nhắm. Hít vào một hơi thật sâu. And breathe out. Và thở ra. Slowly and gently, you can open your eyes. Bạn hãy từ từ mở mắt ra. Today let us do the straw breath to cool us down. Hôm nay chúng ta hãy thực hành kỹ thuật thở ống hút để làm nguội cơ thể. Take a breath in. Chúng ta hít vào. Breathe out like keeping our mouth like a straw. Và khi bạn thở ra, hãy hơi cuộn miệng lại, tạo thành một ống hút và thở ra thông qua chỗ đó. Like this. Let's do it together. Breathe in. Thì chúng ta làm cùng nhau, hít vào. Thở ra qua miệng. Một lần nữa hít vào. Eyes closed. Last round. Giữ mắt nhắm, lượt cuối. Và thư giãn toàn thân. Hít vào từ từ. And breathe out. Và thở ra. Keep a smile on your face. Giữ một nụ cười trên khuôn mặt. Mm-hmm.
your body still for a few minutes. Giữ cơ thể của bạn bất động trong vài phút. Whatever is happening, let it happen. Và để cho tất cả mọi thứ khác diễn ra. Take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. And breathe out. Và thở ra. Once again, take a deep breath in. Một lần nữa, bạn hít sâu. And breathe out. Và thở ra. Thật từ từ và chậm rãi, khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng, bạn có thể mở mắt ra. Been good. Relaxing. Các bạn có cảm thấy thư giãn không? You see, we all have a lot of good qualities. Tất cả chúng ta đều có những phẩm chất tốt. But what happens when we are lazy or lethargic, then it swallows up all the good qualities. Nhưng khi sự trì trệ
diễn ra thì nó nuốt chửng tất cả những phẩm chất tốt đó. So you may have wonderful qualities, but if you are lethargic or lazy, it's all finished. Như vậy thì bạn có thể có tất cả những phẩm chất tốt đẹp, nhưng nếu bạn trì trệ thì những phẩm chất tốt đẹp sẽ tan biến. So regularly practicing yoga will keep you out of laziness and lethargy. Việc luyện tập yoga, thực hành yoga hàng ngày sẽ giúp bạn tránh xa khỏi sự trì trệ. This week, don't be lazy, practice every day. Tuần này, đừng trì trệ, đừng lười biếng, hãy luyện tập. Thank you. Xin cảm ơn.